jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello các bạn nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J rồi đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình khá là buồn các bạn. Hiện tại là mình đang xém khóc rồi các bạn à. Kênh của mình hiện tại là lên tới 98% anh em xem chùa rồi các bạn. Thật sự rất là buồn luôn các bạn. Mình không nghĩ là các bạn này đối xử với mình như vậy. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Thôi bây giờ mình cũng không quan trọng like đâu các bạn. Bây giờ mình quan trọng một chuyện rất là đặc biệt luôn. Đó chính là mình vừa mới biết được ở trên kênh Da Phu đã đăng những video mới về Skibidi Toilet. Và có một cái món vũ khí giúp cho những anh cameraman và speakerman bị thao túng tâm lý sẽ hết các bạn à. Đó chính là khẩu súng này nè các bạn đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vô coi những video này để coi coi là khẩu súng này có gì hay mà có thể làm được chuyện này nha các bạn nha. Ok, trước vào video này á thì năn nỉ các bạn luôn, cho mình nút like đi các bạn ơi. Bởi vì á, khi mà kênh mình bị xem chùa quá nhiều á, lúc đó YouTube sẽ không có cho kênh mình lên để các bạn thấy được nữa đâu các bạn ơi. Vì cho nên các bạn thương mình nha. Như để cho mình nút like ủng hộ cho mình nha các bạn, để kênh mình không bị xem chùa nha các bạn. Những bạn nào mà là bấm nút like rồi bình luận phía dưới cho mình biết để mình thả tim những bạn đó nha. Mình thật sự rất là thương những bạn đó luôn á. Còn những bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút like kênh ở phía dưới nha. Mới đầu video mà mình không phải nước mắt cá sấu với các bạn đâu, nhưng mà buồn thiệt các bạn. Cái này là buồn thiệt từ tận đáy lòng của mình chứ không phải là mình nó xạo đâu nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go baby. Rồi ok các bạn ơi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi lại tập thứ 34. Đó chính là cách để giải cứu một người khi mà bị mấy cái con Skibidi Toilet ký sinh nó thao túng nha các bạn nha. Đây là cái cách đầu tiên nè. Bây giờ mình với các bạn cùng nhau coi. Đó, đây, các bạn có thể nhìn thấy nè. Này, khúc này là một con camera bị thao túng tâm lý nha các bạn nha. Và cách để họ giải cứu đó chính là hai người vịn cái tay nó lại để cho nó không nhúc nhích được. Và sẽ có một người ở trên lấy cái con nó ra đằng sau lưng. Đó. Đó các bạn. Và đó là cách để có thể giải cứu nó một cách dễ nhất, đó chính là lấy tay ra móc ra thôi nha các bạn nha. Nhưng mà nghe nói sắp tới còn có cách hay hơn các bạn à. Đó, một nút like, em thấy không? Nè, một like, hai like, ba like, bốn like, năm like. Năm cái like rồi đó các bạn. Cho nên là nhớ bấm nút like với mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua tập thứ 35 để coi tập thứ 35 là tập mới có gì nha các bạn nha. Let's go baby. Và ok các bạn ơi, đây chính là tập thứ 35 nè các bạn. Mình thấy có một cái gì đó màu vàng vàng ở đây, giống như là một cái thí nghiệm gì đó các bạn ơi. Ô, cây súng đó nè, thấy không? Cái cây súng mà để thao những cái con Skibidi Toilet ký sinh ra nè. Và đây là một anh camera nhà bác học mặc đồ vest màu trắng. Bữa mình cho các bạn coi rồi đó, những anh này là cực kỳ yếu luôn. Mấy anh này quýnh lộn không được nè, rồi chạy cũng không có nhanh nữa các bạn. Mấy anh này chỉ được cái là đầu óc suy nghĩ hay ho thôi các bạn ơi. Đào vô coi coi. Ô, hiện tại ở đây chúng ta đang thấy là có ba anh cameraman bị giam cầm vô cái lồng sắt. Anh này sẽ bắn vô đúng không? Wow. Ô, và khi bắn vô thì những cái đầu này nó sẽ rớt ra ngoài nha các bạn. Những con Skibidi Toilet thao túng rớt ra ngoài. Và mấy ảnh cho một nút like. Có anh speakerman đánh búa nữa kìa. Wow. Ô, anh Titan Speakerman và con G-Man đang ở đây. Ui, bây giờ có cách hay rồi. Lấy cây súng bắn vô cái anh này để anh này qua đấm chết cái con Skibidi Toilet. Hợp lý không các bạn? Hợp lý thì ngay bây giờ cho một nút like nha các bạn nha. Nhớ nha, năn nỉ vậy rồi đó mà không bấm like thì mình buồn lắm nha các bạn. Rồi giờ để coi có phải vậy không. Let's go. Này, quay mày là cái gì vậy? Ủa, bắn vô mà. Đúng rồi nè. Không xe ghê vậy. What? Cây súng này không xi nhê. Ủa, ở đây có nhiều, nhiều anh trốn ở đây quá các bạn ơi. Coi nó bắn vô trong nhà đó kìa. Một like. Wow các bạn, coi lại. Cái pha nó bắn vô mà không hề xi nhê gì luôn. What? Cái chuyện này là như thế nào? Hay là cái cây súng này nhỏ quá ta? Trời ơi, cùng nhau qua coi tập 36 để coi có sự gì khác biệt nữa nào. Let's go baby. Okay. Và đây chính là tập thứ 36 nha các bạn. Có một anh speakerman ở đây và hai anh camera ở đây. Một anh đang ăn bắp gôm, còn một anh đang uống nước. Wait a minute. Ok, sau đây. Wow,
một anh cameraman mặc bộ đồ màu trắng và bây giờ trên tay của anh cầm hai súng luôn. Ghê vậy. Wow. Bây giờ đối đầu với ảnh là nguyên một đội quân. Có những anh đầu cameraman bị thao túng tâm lý và những con Skibidi Toilet nữa. Wow. Rồi hết bị thao túng tâm lý rồi. Chết mày nè con, mày bị xả nước. Tơ 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 tơ. Mày chết rồi con chùm này, xả nước rồi anh ơi. Let's go. Woohoo. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Một like, một like. Hay thật sự, một like. Nè. Skibidi dub dub dub, yes yes. Skibidi dub dub, deep deep. Rồi hết nhạc, bây giờ tới nhạc của tụi anh. Quá hay các bạn. Có anh kia anh còn nhảy lại anh xả nữa các bạn, đúng dễ thương luôn. Oh my god. Wow. Rồi xong rồi con, Toby King Bidi, let's go. Cùng nhau qua tập thứ 37 luôn đi các bạn. Bắt đầu thấy có những thứ vui rồi các bạn à. Vì mình nghĩ là nếu như muốn tiêu diệt được anh Titan Speaker Man khi ảnh quay trở lại bình thường á, chúng mình sẽ còn một khẩu súng bự hơn. Các bạn có nghĩ giống mình hay không? Mình cũng đoán như vậy các bạn. Qua tập 37 liền thôi. 6.5 hours later. Và đây chính là tập 37 là các bạn. Mới vừa vô như những gì mình nói với các bạn hồi nãy là chúng ta sẽ có một khẩu súng mới đúng không? Đây chính là nó các bạn. Bây giờ mấy anh này đã làm được một khẩu súng cực kỳ bự luôn. Và nó còn nằm ở trên một chiếc xe tăng nữa các bạn à. Let's go. Ok, mình đoán đâu sai đâu. Ghê chưa, súng bự chưa? Những anh Speakerman khổng lồ nè. Bắn anh đi. Wow. Bắn này nè con, lão, đấm nó nữa, đấm nó, no. Wow. Hai anh này combo đúng hay luôn các bạn. Một anh bị vô tường, còn một anh kia lấy cái gì đâm vô cái gái nữa bạn à. Ê, và để ý kỹ nha, cái con này nè, nó có tới hai cái đồ xả nước lận các bạn. Let's go. Một like, các bạn coi anh đấm kinh dở luôn các bạn. Nhìn nè, mày. Let's go. Hay vãi chưởng, một like. Cùng nhau coi video tiếp theo luôn nào. One eternity later. Và đây chính là Skibidi Toilet nhưng mà được fan làm nha các bạn nha. Đâu coi thử fan làm sao đây. Wow. Có cuộn giấy vệ sinh đấy nè. Ủa gì nữa mình mắc cười quá. No man. Đúng là fan làm có khác. Ok, cái gì đây? Skibidi dum dum dum, yes yes. Skibidi dum dum dum, nip. Cái bồn cầu nó còn bị găng ở ngoài, nó còn bị xúc ốc nữa các bạn. Wow, ông G-Man nè. Nhưng mà ông G-Man này còn phế. Trời ơi, ông G-Man này vẫn chưa đủ tuổi đâu. Ông G-Man này vẫn còn trình còn kém lắm. Ủa đây là ai đây? Wow, G-Man gờ, G-Man này sao mà mặt tái mét vậy trời. Đúng là fan làm. Fan làm là không bao giờ bằng bản gốc nha các bạn nha. Nhưng mà cũng khá là kinh dị. Mấy này đang bị ngăn cản không cho vô đây. Một cái toilet mới. Toilet gì mà màu đỏ ghê vậy? Oh my god. What? Fan làm có vẻ khá là kinh dị. Ê ông này ông da đen dữ. Rồi. What? Cái nhạc này quen các bạn ơi. Nhạc này được ấy. Ông đang chỉ vô trong kìa. Skibidi dum dum dum, yes yes. Skibidi dum dum, nip nip. Skibidi dum dum dum, yes yes. Skibidi dum dum, nip nip. Trời ơi. Nói chung mà đúng là độc lạ Bình Dương fan làm các bạn à. Tụi nó đang đi đâu vậy? Đi theo tụi nó. Đúng rồi. Theo tụi nó còn tụi nó làm cái gì? Ủa, mất tiêu rồi. What? Cái tụi này di chuyển nhanh dữ là trời. Wow. Ôi, bây giờ ông G-Man này mới bự nè. Và cái miệng của ông thay vì ông bắn laser từ mắt, bây giờ ông bắn từ miệng hả? Oh no. Bây giờ ông bắn từ miệng á bạn ơi. Ghê. Ê, cái chỗ này chỗ nghiên cứu của tụi nó nè các bạn. Có mấy ông nhà bác học nè. Cái gì đây? Thí nghiệm một người. Và đây chính là cách để tạo ra những con Skibidi Toilet. Đó chính là từ một con người, người ta sẽ biến đổi và giữ lại cái đầu thôi. Và cho một cái toilet vô là gắn vô là xong nha các bạn. What?
Thí nghiệm gì mà ghê vậy? Mai mốt gì mình nghĩ là sẽ có một cái thí nghiệm của những anh cameraman, đó chính là tạo ra một cái súng nào đó bắn khiến cho những cái con này nè quay trở lại làm người nha các bạn nha. À. Cũng hay phết đấy. Ai đây? Okay. Không thấy cái gì ngoại trừ thấy cái hàm răng của ảnh. Quảng cáo cho nó răng đó ba. U đây nè, thí nghiệm đó nè. Ủa anh em bắt kiến hồi nãy nè các bạn. Rồi sao? Rồi xong luôn, rồi xong luôn. Mang cái toilet vô luôn. Ấy. Wait a minute. Hình như chúng ta đang là một cái camera ở trong đây, chúng ta đang coi hay sao á? À không, chúng ta hình như cũng đang là một người bị bắt luôn. Ủa anh nó nhảy cứu mình nè các bạn. Wow. Rồi sao đây? Ui. Thấy cái đó vô hình như chuẩn bị biến đổi mình hay sao á. Nè cái anh em kiến hồi nãy nè. Ôi, anh đầu chọc với anh là anh em kiến. Wow. Ê mà sao nãy giờ nghe thấy kêu giống như là có những anh cameraman, speakerman đó nhưng mà không thấy xuất hiện các bạn ơi. Có một cái cuộc chiến đang ở ngoài xảy ra. Wow. Thấy có bơm quăng vô luôn các kiểu nè. Ôi. Hình như bây giờ mình đã trở thành một con Skibidi Toilet rồi sao á. Samurai, we have a city to burn. Cái này là game khác mà. Game khác mà cũng vô đây đó hả? Ảo thiệt. Vậy là ở trong đây không có cameraman và speakerman mà là có những nhân vật của game khác nha các bạn nha. Thả bơm. Ném nó anh ơi. Ừ đúng rồi. Ừ hay. Đâu coi. Ủa rồi sao? Sao mấy dĩ trơn vậy? Ừ hay quá ta. Nhưng mà còn con chùm. Cái miệng nó kìa. Ui trời ơi. Nó quảng cáo cho kem đánh răng gì vậy? Chắc là close up lửa băng nha các bạn. Ở trong miệng là băng mà phun ra ngoài là lửa nha. Đó đúng rồi đúng không? Ồ, có hình con ngựa, bức tượng con ngựa. Skibidi dum dum nip nip, skibidi dum 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 yes yes, skibidi dum dum nip nip. Anh này nó đang trốn mấy đâu nè. Ồ, hình như anh đứng ở đây tụi nó không có lên được. Ồ, có một người lái xe tới. Một like. Đúng là fan làm có khác. Ok. Cái gì đây? Ồ, hai ba thằng đang đứng ngoài đây các bạn ơi. Giống như kiểu nó xâm chiếm thế giới luôn rồi đó. Ghê. Nó đang nói chuyện nha bạn, nói chuyện nha mà cái là nó quay đầu. Còn có một anh da đen, chỉ thấy mỗi cái hàm răng của anh thôi các bạn à. Mấy anh da đen chuyên gia luôn. No, lại là cái thằng kia mới đăng này nữa. Wait a minute. Ui trời ơi, quảng cáo kém đăng ở đây các bạn ơi. Mày láo, xả nước mày. Ê, bây giờ là cái đồ xả nước là cái đồ khác rồi các bạn. Xả nước bình thường nó ở đằng sau, bây giờ là cái xả nước ở đằng trước nó gạt cái là được nha bạn nha. Mới. What? Cái này hình như là lính thập tự chinh hay sao á. Có những anh bác sĩ ở đây nữa các bạn ơi. Dum 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 yes yes, skibidi dum dum nip nip. Ủa có bên da đen à nước à. Xử nó anh em. Let's go. Đúng rồi. Băng này quýnh băng kia. Hai băng quýnh nhau các bạn. Vô. Chuẩn bị có trận hay coi rồi. Ủa sao những đứa skibidi đi chậm dữ vậy. Ủa. Hết video rồi. Surprise. Và like. Đấy, subscribe now. Ok các bạn ơi, vậy là video của chúng ta đã hết rồi các bạn à. Đúng là fan làm vui thì cái chứ, coi cũng chủ yếu là hài là chính. Còn mà muốn coi hay là phải coi kênh chính nha, là kênh Đào Phu nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này, đừng quên lại cho mình nút like nha. Những bạn lượt tin với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh phía dưới nha các bạn. Nhớ nha, những bạn nào đó bấm like rồi bình luận phía dưới là em không phải là người xem chùa, em đã bấm like nha. Mình sẽ thả tim với những bạn đó. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn lại các bạn nha. Yeah.